các bạn à, đây là đường Ít Kiều à. Đường Ít Kiều phía sau lưng tôi là đi ra cảng Tiên Sa. Rồi tôi đi ngược lại, tôi đi về, đi về cầu Trương Sơn. Này, tôi đi đường Tam à, đường ngoài có 3 lần xe, đường Tam 2 lần xe. Đường này là rộng nhất Đà Nẵng đây. Lên rộng nhất Đà Nẵng, 5 lần xe luôn. Mỗi bên 5 lần xe. Bên kia 5 lần xe, bên này 5 lần xe. Đường này gọi là đường container, đường chở hàng từ cảng Tiên Sa về các nơi à, về đường cao tốc hai đường 1A, đường quốc lộ 1A còn rất là thuận tiện, thuận lợi luôn. Nếu mà các bạn về đường 1A, quốc lộ 1A đó, thì này, đường cắt ngang rồi. Tôi đang đỏ miếc rí.
nó đang xanh nè, à, trúng đằng đỏ không kho, mày chậm xí nữa là chuyển qua đằng đỏ rồi. Ra đây à? Một đoạn là mình đặt ra là hả, ta đi chưa biết, chắc lại ta đi rồi, chưa cho đây à, gọi là vẫn chưa cho đây à, ra đây đi á hả. Rồi đường Ngô Quyền, tiếp tục đường Ngô Quyền.
đường sửa lại. Nhưng chỗ này là đường cắt ngang, là đường lấy cầu rồng mà. Lấy cầu rồng vậy.
trên là đường trục quận Ngũ Hành Sơn luôn. Thank you.
Nôm, đường đi đường hơn chín, đường về tôi đi giờ rồi là Nà Nôm mà đường này là đường hơn chín. Rồi video của tôi đến đây kết thúc ha, các bạn video sau nè, xin chào các bạn.